các bạn ơi, sao năm nay chú cụ không đi rước đèn với tụi mình? Chào các em. Chú cụ. Chào các bạn nhỏ của cụ. Chú cụ ơi, có quà cho con không? À, năm nay có quà đặc biệt lắm. Đây, đây, DVD cách làm bánh dẻo, sản xuất tại cung quảng, công thức của người Âu Lạc chính gốc. Xin chào các bạn nhỏ và khán giả truyền hình Vô Thường Sư. Nhân dịp Trung Thu, chúng tôi gửi đến quý khán giả thân mến cách làm món bánh dẻo thuần chay. Nghe nói món bánh dẻo là của người Âu Lạc mà. Dạ phải, công thức do người Âu Lạc tốt bụng truyền lại đó, nhân chuyến con hạ giới vừa qua. À, vậy thì nhất rồi. Nguyên liệu làm bánh gồm có phần vỏ bánh 500g đường cát, 250g nước lọc, 300g bột bánh dẻo, dầu ăn, nước cốt qua bưởi, nước cốt màu củ dền và màu lá dứa. Về phần nhân bánh, hôm nay team cô tính làm loại nhân nào? Hôm nay mình sẽ làm hai loại, nhân đậu xanh và nhân dừa. Nhân đậu xanh mình sẽ cần 100g đậu xanh cà đã nấu chín tán nhuyễn, 50g đường, dầu ăn. Nhân dừa mình cần 100g dừa nạo trắng, 50g đường, 10g bột bánh dẻo, 10g hạt dưa, 10g mè đen hoặc trắng. Trước tiên đun sôi nước đường với lửa nhỏ khoảng 20 phút. Bây giờ đã 20 phút, lấy nước đường ra. Ta cho vào bát nước đường, nước cốt của nửa trái chanh. Nước cốt chanh đây. Cảm ơn Tiên Ông. Nước cốt chanh giúp đường không đông lại. Sau đó ta để nguội. Bây giờ mình xào nhân đậu xanh với đường và dầu. Xào đến khi nào đậu dẻo là được. Bây giờ ta lấy đậu ra. Trong khi để đậu xanh nguội, ta chuẩn bị nhân dừa. Ta thích dừa lắm đó. Con thì thích nhân đậu xanh hơn. Trước tiên ta trộn dừa với đường. Để khoảng 30 phút cho ngấm. Vậy thì trong khi chờ đợi, mình dạo chơi cung quảng đi. Dạ, được đó. Nhân dừa được rồi, bây giờ cho vào chảo, sên với lửa trung bình. Đảo đều tay để tránh khét dừa. Sền đến bao lâu ha?
khi thấy dừa trong và hơi gích lại là được. Bây giờ ta cho bột bánh dẻo vào từ từ. Đảo cho đều. Đảo cho đều để nguội. Tiếp đó cho hạt dưa và hạt mè vào trộn đều. Sau đó ta lấy ra. Bây giờ mình do nhân đậu xanh và nhân dừa mỗi loại thành viên theo kích cỡ của khuôn. Bây giờ mình làm phần vỏ bánh, nước đường đã nguội rồi. Mình cho 2 muỗng canh dầu ăn vào bát nước đường. Kỳ này mình làm 3 màu bánh đi tiên cô ha. Dạ được, vậy mình chia nước đường và bột thành 3 phần bằng nhau để làm 3 màu bánh. Mình sẽ làm bánh dẻo màu trắng, bánh dẻo màu hồng của củ dền và bánh dẻo màu xanh của lá dứa. Nếu muốn bánh màu hồng, ta cho một ít nước củ dền vào hỗn hợp. Còn nếu muốn bánh màu xanh, ta cho một ít nước cốt lá dứa. Còn nếu muốn bánh dẻo màu trắng thì ta không cần cho màu gì cả. Sau đó ta cho bột bánh dẻo vào từ từ đến khi hết bột. Chúng ta đã có bột vỏ bánh 3 màu rồi. Bây giờ mình chuẩn bị nắn bột. Còn ta đã chuẩn bị cái dĩa để đựng bánh hoàn thiện đây. Cho một ít bột áo vào tay để lấy bột khỏi dính. Sau đó ta nắn bột để nhân vào giữa. Con sẽ bỏ nhân dừa vào bánh màu hồng. Còn ta thì bỏ nhân đậu xanh vào bánh màu lá dứa. Cảm ơn Tiên Ông. Sau đó mình túm kính lại.
Đây là những chiếc khuôn để tạo hình làm cho bánh dễ thương. Ta cho ít một ít bột áo vào bánh. Ý, ông thích cái khuôn tròn tròn này nè. Bây giờ ta nắn một ít bánh màu trắng. Vậy là món bánh dẻo thuần chay chúng ta đã hoàn tất rồi đó. Bánh mới lấy ra có dính một ít bột áo màu trắng. Ngày hôm sau bánh sẽ trong và đẹp hơn. Bánh dẻo thuần chay ngon quá. Chúng tôi xin kính chúc quý khán giả một mùa trung thu an lành hạnh phúc. Chúc các em được ăn bánh dẻo thuần chay và rước đèn vui vẻ nhé. Xin kính chào tạm biệt. Chị Hạnh chờ. Chào Nga thân mến. Chào chú cụ tốt bụng. For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.